Hi, hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Trân Vlog. Hiện nay anh em mình sẽ sống trên nóc nhà nha các bạn. Sinh tồn okay. Với chèo. Sinh tồn để chèo đây, để mình quay căn cảnh nóc nhà nè. Đó các bạn thấy không? Khu sớm mình. Này nóc nhà này nó yếu quá mình qua không được nha các bạn. Nóc nhà kế bên. Mình quay toàn cảnh luôn cho các bạn coi. Giờ có chừng như 11, 12 giờ hay gì đó. Nóng chừng quá. View thì cũng bao đẹp luôn nha các bạn. Đó, mình lấy cái mền mình che lại cho đỡ bớt nóng. Và lấy chiếu trải lên là bao im. Ngủ sao thấy không Hào? Im gu luôn nha các bạn. Ba anh em mình thì sinh tồn trên đây nha các bạn. Ok. Để mình đặt góc cam cho các bạn thấy cận cảnh ba anh em mình. Có gió là bao nhiêu vậy? Nó là gió. Gió. Lên cây vậy các bạn cảm xúc. Mẹ ơi, nóng. Thấy cảm giác như trong nhà như thế nào? Bảo, nó nóng. Kiểu như lần đầu sống trên nóc nhà hơi bỡ ngỡ đúng không? Ủa sao gió nó không được rồi? Đâu phải đâu, nó bung cái nóc rồi. Để mình đi sửa là cái sang cái lều đi. Như đỉnh lý là nó phải bay về hướng bên đây chắc đúng rồi, nó phải đi. Nó mát mà phải gió nó hoài gì đi. Nó đã. Hôm nay mình đang ngủ trên đây, mình sống trên đây một ngày. Ăn mua gà nữa bạn. Giờ anh em mình ở ngoài chưa? Get go. Chưa giờ mình thôi chứ. Thôi. Đi miếng vốn. Sao mà. Mình đi kiếm cái nồi mình ở ngoài nha bạn, cho mình đi xuống đất cái nha bạn. Ở đây hình như lấy nồi được rồi. Không đâu tới đâu. Tới. Không có tô. Mày quay cho bạn xem mà mình chưa xuống rồi. Mình ăn trong này luôn. Đây. Chưa xuống đất nha các bạn. À hay đạp lên chiếc tường này đó. Trời chưa nắng gắt lắm bạn. Đổ xe. Cái thằng đợi này. Còn nước mà đổ gì quá. Báo nha đợi. Đợi nãy giờ báo quá các bạn rồi. Hơi báo rồi đó. Để mình chỉnh góc quay cho mát cho các bạn coi. Rồi. Mà không có nước mình nấu đường gì ta? Đây. Nước đường hay uống. Mình uống Pepsi. Đúng rồi. Quá tiện lợi. Pepsi dễ khác hơn. Không, nhưng mà đợt nào mình cũng phải uống. Đúng rồi. Đợt nào mình cũng phải ăn mì, ăn trong cái này luôn. Đi lấy đũa để tôi đi. Gót một chai nước nhỏ luôn hả? Kiếm đường lấy đũa sao ra. Khỏi luôn đi, mình xin phép bạn là xuống lần cuối nha. Thôi xuống đi. Xuống đi, mày nãy giờ tao lấy nhiều rồi. Hiện thôi, bảo có lợi thì nó vô gia nhập với anh em mình luôn. Đợi làm gì ngồi hảnh hơi với cưng. Buồn quá. Cưng thấy trên đây như thế nào, mát không? Dạ mát chứ anh, mà không có gió thì nó khá là nực. Nực lắm hả? Mình thì cảm thấy không có gió thì nó nực thiệt các bạn ơi. Nhưng mà được cái trên đây cao nè, gió hỏi hù hù. Cái này mà giữa với thành phố nó đẹp lắm bạn ha. Đúng rồi. Giờ anh em mình ngồi đây. Đợi chơi. Thanh niên Bù Hào của chúng ta. Nếu mà bảo lợi được thì anh em mình vô, anh em mình quay ăn ngủ tới chiều luôn. Do điều kiện không có nhiều cho nên anh em mình chỉ mua ít đồ thôi. Tụi mình còn nhỏ quá bạn. Xíu nữa mình bới cơm đây mình ăn cũng được mà. Đúng rồi, mình cũng có đồ ăn mà. Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này. Gặp em vào thời điểm anh sẵn tay. Ok, let's go. Nay mình nấu mì nha bạn. Nấu mì, let's go. Ăn hai gói rồi ha. Ba này mình ăn hai gói chắc cũng đủ. Chút chừng bảo nữa. Ủa mày có lấy đũa không? Có. Đâu? Đũa có gì chưa? Đũa để đâu? Nãy có lấy đâu? Có, nãy có cầm sáu chứ. Đâu? Chắc là để tôi lấy với bạn. Cho Bù Hào xin phép đi xuống dưới nữa nha các bạn. Quên lấy đũa bạn ơi. Không cãi nha các bạn. Chừng mắt sao đũa nha mày. Đúng là cuộc sống trên nóc nhà khổ thiệt bạn ơi. Lên rồi đó. Ui cái gì vậy? Nổ bình ga bây giờ. Nguy hiểm quá bạn ơi. Cháy vô tới bình ga luôn á.
nó bị gì á, nó bị lan các bạn ơi. Hào ơi, Hào, hồi nãy Hào, nãy lửa cháy vô tới bình ga luôn đó. Giờ nấu được không mày? Nghỉ xuống dưới đi bơi. Xuống dưới rồi ai nấu mày? Chứ giờ ở đây sợ nguy hiểm á. Bước lại nè, đừng được tao tắt luôn. Chuẩn bị hỏi. Thấy nguy hiểm quá. Ghét rồi. Giờ mình đem xuống dưới mình nấu đi mày ơi. Xin lỗi nha các bạn. Giờ anh em mình đem xuống dưới nấu mới được các bạn ơi. Trên đây nấu không được rồi. Em xin lỗi quý vị và các bạn đang xem video này. Đúng, nói gì cũng đúng. Em hả? Đừng sao ghét xin lỗi. Em những thứ mà ngon nhất kiến không chặt. Ôi cái ta bự nữa đâu mới vậy tao cái cây nó con má nó cái là có một cái chi ngăn lục rồi đem cái gì nó ung thư của bị nhựa không có con tao nói là vậy đấy mỹ bạn ơi nhét vô cái này nhắc rồi khỏi đi hết nóng rồi hay chưa bây giờ ngồi để coi tao thấy mặt không cái không thấy tôi đại sức mà bạn được rồi đó một em rồi giả gới giả gới luôn thông cảm nha các bạn trên nóc nhà thì cái gì nó cũng khó mà dạ. Các bạn hãy nhớ coi đừng có phải tiêm tiêm gì có like chứ và cho rồi, mình một đăng ký thì mình ăn thử trên nóc nhà có gì lạ không nha. Bánh gì thế nó có hương vị mới không gì vậy đọc qua An Giang nha các bạn. Ăn trên nóc nhà thì khác nhiều rồi, khác là cái view chứ mình qua đây chứ bên đây nó không có gấp khác cái view với cái bèo như gió hỏi nhiều hiu với ngồi trên nóc nhà mà ăn trên cao thứ gì chưa nói với bạn ơi. Mở thứ lên đợi anh em ăn đi ngon quá các bạn ơi, mình mời tất cả các bạn cùng ăn chúng mình. Mời bạn tất cả các bạn cùng ăn chúng mình nha. Mời bạn ăn này nha. Mình giờ thấy đói rồi đó bạn, nóng lên anh em từ từ thôi nha anh em, để cơ cơ xích đầu ra chúng mình. Ngon quá bạn ơi. Ăn chừng đổ háo xíu ngủ không được. Không hiểu rồi sao ăn trên này cảm giác độc lạ An Giang lắm. Đúng rồi, văn xăm bảy An Giang. Nước đặc luôn. Hãy đến An Giang, đặc sản An Giang là hốt nốt. Hốt nốt rất ngon bạn. Dưa mắm nữa bạn ơi. Bạn nhớ tới nha. Mà ghé qua nhà này mình chơi. Mình đã sẵn sàng rồi cho bạn tới đây. Giờ mình uống miếng nước các bạn ơi, mình no quá bạn ơi. Mẹ hôm nay thấy như thế nào trên đây? Khá là vui. Mà lại trên đây ăn ngon hơn chứ. Chứ còn gì nữa bạn. Phong cảnh khá là chill các bạn. Mời bạn mới nói nha.
gió nhẹ sang. Giờ anh em mình đi ngủ nha các bạn. Giờ nằm đây chả có gì mà chơi á. Đây là hai con kỳ lân của mình. Ok. Nằm đây ngủ hứ gì chịu nổi các bạn ơi. Phải nói là chỗ này hết nước chấm rồi. Thôi mình ngủ nha các bạn. Đợi có ngủ không? Ba bạn mà ngủ nha. Ê Hào, bữa nào tao lại đi dắt mày con chó nhà tao không? Chi mày? Bây giờ tao dắt mày lại coi đồng loại của mày à. Hả đù, vậy cũng được nữa hả ba? Ủa chứ tao tưởng nó là đồng loại của mày mà. Thì mình hôm nay mình sẽ kể câu chuyện rất kinh dị. Ai mà sợ ma thì mua qua khúc này nha. Và có một người... Không vào một ngày đẹp trời hay gì? Vào một ngày đẹp trời, vào lúc 12 giờ đêm, có một cô gái đang đi vào chiếc taxi. Ủa, cô gái là cái gì mày? Cô gái là mình. Đi vào chiếc taxi đó. Nhưng chiếc taxi đó lại chạy vào một con đường vắng. Và cô ấy đột nhận ra, ôi trời ơi, chết rồi, ông tài xế tấp xe lại cho tôi. Ông tài xế quýt không bao giờ tấp xe. Và cô gái nói, tôi ở quên tay phone rồi. Ôi trời ơi. Thì sau đây cũng mà mình cũng kể một câu chuyện có hạt ở ngay cái khu mình ở luôn. Đó chính là khu câu chuyện Mai Gia Kéo nha. Thì hiện tại là cây cầu đó có tên là cầu Minh Dương. Nhưng mà kiểu như á, người ta tắm mà ta nhảy á, rồi bị ma da kéo. Có một đứa nhỏ bạn, nó tắm rồi. Mẹ nó... tao đang kể. Kể cho tao kể đi. Mình cái gì ta, mấy đứa kia tắm thì nó bị ma da kéo. Thì cái mình không biết như thế nào nha. Tại vì mình ở đây nè, mình đi quay cho các bạn xem nha, mình không biết. Cái xong rồi mình về mình nghe mình mẹ mình nói nè, mai mốt mày không có tắm xong nữa nha mày. Mày biết hay tin gì chưa? Người ta chết trong cầu Minh Dương kìa. Là kiểu như cái gì ta? Đúng rồi, bị ma da gút giò hả bạn. Thì tới giờ thì cây cầu đó kiểu như là dở làm lại cầu đúc luôn. Đó cây cầu đó cây cầu gỗ nha các bạn. Hồi đó mình cũng là chuyên gia tắm cây cầu đó, phóng cầu đùng đùng gì á, mà số mình cỡ nào mình hên. Cứ tới thằng nhỏ nào phóng ma da kéo luôn. Kinh dị không? Rồi. Đại có chuyện gì kể cho mọi người biết không? Không, có lúc hồi lần thì em đang đi xe mà cái bánh xe nó nhẳng lên mà nó lộn em, lộn mèo xuống xong á. Ờ, ghê vậy. Không có làm gì chứ. Thì mình kể một câu chuyện nữa nha các bạn. À, mình cách đó, ông bà nói đi khuya có ngày gặp ma đúng không? Mình gì nè, đúng không? Chưa để mình... Không có đi mà đi ngủ. Đi ngủ gặp ma. Mình cấp đó mình đi đâu cỡ chừng 11 giờ mình mới về. Về cấp đó là ba mình còn làm hình á, làm hình Phật á. Làm cái hình đèn led Phật rồi á. Cái xong rồi mình làm ba mình còn làm, lúc đó mình cũng sợ lắm tại vì ba mình dạy chữ mình sao. Sợ cái xong rồi về, vừa đang đi về nè. Tại nhà mình là đi về là đi ngang gì có cái đường trường mẫu giáo nhìn ghê lắm. Buổi tối nhìn ghê lắm. Mà buổi sáng nhìn thơ mộng lắm. Cái đi ngang xong rồi mình đi ngang cũng vắng bình thường. Về tới trước cửa nhà bắt đầu chuyện đó mới xảy ra. Mình vừa đặt chân dép ra, con chuột nó bò lên chân mình. Quýu các bạn ơi. Cấp đó phải nói là quá ghê luôn. Cấp đó mình la quá trời la luôn. Nhìn câu chuyện phải nói là nó mất cười á. Câu chuyện đó là quá kinh dị luôn. Câu chuyện mang tên là đập đầu xuống đất chảy máu đầu. Thì bữa có một bữa mình đang đi đá banh, cái mình đang đá trên kia á bạn, mẹ mình đâu có biết đâu, cái mẹ mình kêu thằng kia đi kêu mình dài, xong rồi cái mình chạy lên xe, cái nó lủi vô cây xăng, nó lủi vô cây xăng, nó quẹo ngang ngọc đường, cái con chó nó liếm cái chân nó, xong cái mình té, mình lộn con mèo, mình đập cái đầu xuống đất rồi máu ra. Thế là câu chuyện đã xong. Mệt mỏi quá các bạn ơi, nằm ngủ. Nãy giờ kể cho các bạn nghe những câu chuyện phải nói là kinh dị nhất cuộc đời mình rồi. Mình cảm thấy quá kinh dị ơi là kinh dị ơi.
đẹp lắm đều ơi. Kêu quà đẹp đưa tao đều ơi. Để ăn mì mày không mời anh hả mày? Ê, mà anh em mày nha. Mày ăn mì. Bạn mấy anh nè. Bạn. Thấy đổ háo mì tùm lum luôn mày. Thấy nãy giờ gới nó bay không? Mời tất cả bạn. Thôi thì em. Có lạ bạn. Có khá là ngon. Sảnh lý pizza go. Bay nóc nhà. Đúng là nóc nhà của mình. Nóc nhà của mình là phải đẹp. Nóc nhà của mình. Nếu mà mình đây là nó có nha bạn, nếu bạn hay clip này hãy nhớ nhấn like, subscribe, chuông để mình ra video bạn mọi người xem một tiếng. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.